series Unilingual Vocabulary. Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với chuỗi học từ vựng của chúng mình. Thì buổi hôm nay mình sẽ đưa đến cho các bạn một cái chủ đề cực kỳ là mới mẻ và quan trọng, đó là phrase verb. Thì với chủ đề lần này mình sẽ chia thành các phrase verb với các từ ngữ thông dụng. Và từ đầu tiên của chủ đề ngày hôm nay đó là makeover. Makeover nghĩa là thay đổi diện mạo. For example, that beauty salon really made her over. Từ thứ hai đó là makeup. Makeup mình nghĩ đây là một từ khá là quen thuộc. Nó có nghĩa đó là hòa giải sau khi cãi vã, và nghĩa thứ hai đó là bịa đặt. For example, they made up that story. Ok, và từ thứ ba của ngày hôm nay đó chính là make up for. Make up for nghĩa là đền bù. For example, I sent her a present, trying to make up for what I had done. Từ tiếp theo đó chính là make up. Make up. Make up nghĩa là chạy trốn. For example, the burglar made up before the police arrived. Và chắc chắn cảnh sát sẽ đuổi theo những tên trộm. Chúng ta có từ đuổi theo đó là make after. Make after. For example, the police made after the thieves. Từ tiếp theo của chủ đề ngày hôm nay đó chính là make do with. Make do with nghĩa là thay thế. For example, there's no tea, so we have to make do with coffee. Một từ nữa đó là make out. Make out nghĩa là nhìn thấy, nghe thấy, hiểu được. For example, I can't make out what he's saying. I can't make out what he's saying. Từ cuối cùng của chuỗi phrase verb, từ make ngày hôm nay của chúng ta đó là make away with. Make away with nghĩa là cũng đi cái gì. For example, the thieves made away with the painting.